thì năm mới cầu mong cho cái cửa lạch ở Sa Huỳnh, thì bà con làm ăn khơi xa đánh bét xa bờ, nói chung là từ khơi đến lộng cũng làm ăn được mùa, nói chung là đánh bét đạt kết quả tốt, đi đến đâu về đến chốn, ta qua nạn khó làm ăn gặp nhiều may mắn. Còn đánh bắt chủ quyền biển đảo, giữ biển giữ đảo, còn trách nhiệm của mỗi người dân là phải bảo vệ nguồn lợi thủy sản của quê hương mình để tiếp tục mãi mãi giữ cái niềm tự hào văn hóa của cửa Sa Huỳnh này. Sống của bà con ngày một là khá lên, thì việc mà đóng mới mà những cái tàu có công suất lớn cũng như là cái kinh tế của bà con rất là ổn định và khá, thì cái số lượng tàu thuyền hiện nay là rất là phát triển, đem lại cái cuộc sống ấm no cho cái người dân vùng biển. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.